Cái này thiết kế. À, ngồi ghế xong em đặt cổ lên đấy. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang ở một vị trí mới. Chỗ này là nhà Isabel mới đang đi tìm để thuê một cái nhà mới các bạn ạ. Thuê ở cái chỗ khác. Trước đây ở cái nhà trước Isabel ở thì thấy bảo Isabel bảo lụt mưa xong nước vào trong nhà. Thế bây giờ Isabel với chồng tìm một chỗ mới để thuê. Hôm nay mình thứ bảy mình nghỉ, thế là mình đi xem là Isabel thuê nhà chỗ nào. Đây, ngoài này là của chỗ chỗ cái nhà này là nhà Isabel thuê các bạn ạ. Đi vào trong đây này. Đây, nhà này mái thì cao hơn tí. Một tí thôi. Cao hơn một tí. Cao hơn là được rồi. Nhà có 2 phòng. Đây là phòng ngủ đúng không? Đây là nhà mới xây đấy chứ đúng không? À, đây nhà mới chắn lại đấy chứ. Phòng ngủ đây các bạn ạ. Có cái cửa sổ này. Đấy. Mái vẫn là mái tôn này. Đấy. Trông quay kia hơi ngược sáng không? Đấy, nhà hơi thấp một chút, với tay gần tới nơi. Nhà này thuê 10.000 này Isabel. 10.000 quan giáp à? 10.000 quan giáp là bao nhiêu tiền? 400.000 tiền Việt à? Đúng rồi, 400.000 tiền Việt Nam. Ừ. 10 đô. Ừ. Còn đây là phòng khách khoảng 9 m2 à? Phòng khách khoảng 9 m2. Muốn đi không đi à? Đã từ đâu về? Soe là ai là? Em nói soe là Gustavo nào? Em nào Gustavo? Sim, aqui está muita água, aqui muito baixo, Đây chị này đang tắm buổi sáng ở đây chị ạ, các bạn ạ. Đây, đang nói tiếp, đây là phòng ngủ, thì phòng ngủ thì chắc là được khoảng mấy nhỉ? Cái này chắc được khoảng cũng 7-8 m2. 7-8 m2 phòng ngủ. Nhà bếp này. Đây là nhà bếp đúng không? Bếp. Có cái gian bếp này. Gian bếp trong rất là bé. Bé tí tí. Cozinha đấy. Bếp của em là thế à? Đây là nhà kiểu ấy xong này đúng không? Đây cái gạch đất này còn có cả điện thoại ở trong cái này, máy tính ở trong cái này. Máy tính ở đây. Đấy. Đây là cái gạch đất mà ở ngoài mọi người đóng gạch đất đấy. Tức là nhà này nhà một gạch đất. Nhà cũng rất bé và thấp. 10.000 quan giáp. Lúc Isabel với chồng đi tìm nhà, vợ chồng mình không biết.
là tìm ở đây. Thế xong là bữa vừa rồi bảo anh chị cho em mượn tiền em đi thuê nhà. Em tìm được nhà rồi, thế xong là đưa ra bên em mượn tiền thuê nhà. Bây giờ mới qua xem mà trong cái nhà này đúng là mình thì mình không ở được. Ta la va muy tu você. Sim. Para quem? Do mais mal. Teu irmão? Sim. Ta la va quanto? Duas. Duas só? Đây cái bàn giặt ở bên Angola đây. Você lava tudo os dias? Só aí. Não, não lava tudo de família. Depois mais vai lavar, né? Đây ở bên này có các cái trạm nước và các cái khu dân đây này các bạn này, ở thành phố đây nhưng mà có cái trạm là người ta có các trạm nước này đấy, vòi mở này, khóa mở này để cho một khu để lấy chung các bạn nhé. Có một cái trạm này, có cũng có thể là từng nhà người ta cũng có thể nắp cái này. Muito tempo, muito limpa. Anh biết thế này. Cho Quỳnh ra giặt. Quỳnh ra giặt thử. Em ra giặt thử cho là. Xem có làm được không? Làm thì làm được nhưng mà nó không được khỏe. Thử xem, Quỳnh đây này, cái kia là để ôm vào thân đúng không? Đấy, có một cái để ôm vào thân kìa. Này, giặt này không đau lưng đâu, giặt này không đau lưng đâu. Eu comi pouco, na cor não consegui. Isabel, como já tem aí? Não, eu não consigo fazer nesse. Lavo naquele tanque, igual de Ok, ok. Yeah. Eu quando lavo nisso, começa a cair toda hora. Então eu não gosto. Mas ela é muito craque. Đấy, đây là nhà mới của Isabel, tí nữa quay cái đường vào nữa nhà. Nóng lắm. Mấy ngày nay đang nóng, trời mùa hè. Nhà này nóng lắm. Cũng rộng hơn nhà trước các bạn ạ. Tức là nhà trước Isabel thuê. Isabel thì cũng có đất rồi nhưng chưa có tiền xây nhà. Đi xây cái nhà này, đi thuê cái nhà như thế này. xem Quỳnh ra tử ra nào. Để mình review cho các bạn. Đây này, em bé này em đã giặt mòn hết cả cái tấm gỗ rồi đây. Cái này thấp quá. Thấp quá anh ạ. Thấp quá. Giặt đi. Ở đây nó có một cái để giữ này. Dễ giặt đấy. Dễ giặt mà trông giặt trông buồn cười vậy, trông ngượng vậy. Con đi, con đi. À, tức là thế này là nếu mà bẩn ở chỗ nào thì mình sẽ trả cho đấy, ví dụ như cổ áo hoặc là tay áo đúng không? Ela não consegui. Consegui. Này thôi. Này thôi. Mệt đấy, mới chưa đã làm đã mệt rồi. Consegui. Consegui. Chị làm này được Isabel ơi. Chồng chồng giặt cho mình cười chưa? Cái này như thiết kế cho trẻ con à? Cái này thấp quá Isabel ạ. Cái này thiết kế cho hoặc là ngồi ghế, nếu mình là người lớn thì ngồi ghế, xong em đặt cổ lên đấy. Đấy. Công thì ngồi ghế đặt cổ lên đấy. Là
Yeah, see my force. Force. Cái này mòn luôn này, cái này là gỗ này nhé. Cái này mòn luôn. Ôi giời ơi. Đấy, nhà là xây bằng gạch đất này, xong là cái vữa cái ấy cũng xây bằng đất hết này, tức là hoàn toàn bằng đất, gạch bằng đất, bằng đất đất tới xong là bằng đất tới xong là bên ngoài thì chắt xi măng các bạn ạ. Đây, bên ngoài chắt xi măng này này, chắt xi măng thì được như thế này, đây chắt xi măng chắt hồ vào như thế này, tức là ở trong là đất còn ở ngoài là xi măng đấy. Hay là em tìm một cái nhà khác đi. Anh không tìm, đúng không? Bây giờ đang khó. Đang khó tìm à? Khó tìm. Anh biết ở Kipata không? Kipata ở đâu? Xa quá. Nè. Có nhà to nhưng mà xa quá. Ừ. Xa xa có nhà to hơn, hai phòng ngủ, một phòng như này, phòng bếp, phòng vệ sinh, nhưng mà xa quá. Ừ. Ở đây là ít đúng không? Vâng. Có ít nhà quá. Có ít chọn. Nhà quá. Ừ. Nên là đây không có nhà để thuê à? Trước đây ở đây cho 10.000. Ừ. Bây giờ mới tăng giá. Mới tăng giá tại vì tudo está muito caro, então as pessoas estão subindo muito o preço. Tức là tiền nó mất giá. À. Tiền mất giá. Tiền nó mất giá rồi, mọi thứ đã tăng. Từ sữa, đường, các thứ, gạo tăng hết. Vâng. Hôm trước nhà này, ví dụ nhà này người ta bán trà 7.000, 8.000. Đúng rồi. Còn bây giờ, ví dụ nếu người ta xua nhà kia sẽ thuê bây giờ, sẽ thuê bây giờ 15.000. Nó còn cao hơn không? Có đỡ lụt hơn không? Nước phải trong nhà. Nước mà vào trong em có biết từ lụt đâu? Từ lụt à? Nước ấy vào trong nhà. Nước vào trong nhà. Nước cái trời mưa xong là nước chảy vào đây này. À, vâng. Ở nhà cũ mà nếu mà sửa xong thì là để nước nó thôi không chảy vào trong nhà nữa đúng không? Không biết, không phải nước vào trên nhà như này nhưng mà bên trong. À. À rồi nước nó từ ngoài nó thấm. À nó ngấm vào à? Vâng. À nước ngấm qua tường. Phòng ngủ. À. Nhiều. Nhà cũ là nước nó ngấm từ tường ngấm vào, tại vì là nhà đất mà đúng không? Vâng. Nhà đất thế xong là chỉ chát xi măng này thì nó ngấm vào. Vâng. Trên đấy nhà kia ở chỗ này rồi. Không bao giờ khô. Ừ, không bao giờ khô. Vâng. Nó còn bị bong cả cái sơn vâng. ra vâng. Nhìn rồi khó sửa. Ừ. Nhưng mà cái chỗ này là ngày trước là ông thiết kế định làm nhà tắm đấy chứ đúng không? Vâng. Xong rồi em chuyển thành nhà bếp chứ đúng không? Nhà đây chỗ này thiết kế chỗ này nó cao quá nên nhà tắm nước nó sẽ lại chảy. Nhà tắm này thiết kế cao hơn ở dưới này. Vậy này em thuê ở đây 6 tháng à? 6 tháng. Ờ thế chứ tạm thời thuê đây 6 tháng, ở tạm 6 tháng đi tại vì đóng tiền rồi đúng không? Ừ. Thế sau này có nhà mà có gì thì bảo anh chị hỗ trợ cho. Chờ chút xong nó vào số đồ trả tiền. Ừ. Tức là phải trả tiền trước và tiền cọc. Nhà đấy, đi thuê rất là khó. Cũng rộng phết đấy chứ, rộng hơn nhà cũ này, phải rộng gấp đôi nhà cũ nhà. Ừ,
tạm gấp đôi nhà cũ. Xây nhà ở bên này rất hay có cái cửa sổ như thế này luôn. Được cái cửa sổ nhỏ không cần mà chăm sóc luôn. Trời, cửa này lòng nghèo lắm, cái này đẩy nhẹ cái là rơi mà. Không cần. Đẩy nhẹ cái là rơi. Sau đó sẽ đấy, cửa sổ Isabel. Đây, này đội mũ ngược. Này, đội mũ ngược ạ. Phải chờ. Đi, đây là đường. Amiga, chào. Chào Miu. Đây đường đi vào nhà này. Đây là trạm nước cấp riêng cho khu này. Đấy, khu ngoài đường to. Thôi, mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Fora lua ou uma, nosso destino more só se amar. E não prometo nunca te deixar. E é contigo que eu vou envelhecer, porque eu prometi contigo viver.